Lặng thầm nuôi con, nhà cấp bốn gió lùa qua vách liếp, nội ngoại ở xa trông đi biển biệt, cơm áo gạo tiền chịu nặng đôi vai. Vì em là vợ lính thời bình, chiều thứ bảy càng thêm trống trải. Bao gia đình sum vầy thân ấy, chỉ mình em lại thấy chơi vơi. Có những lúc trái gió trở trời, con đau ốm chỉ mình em lo liệu. Là vợ lớn nên em thầm nhiều, lại dặn lòng gắng sức vượt qua. Trời tuôn sông bão, nén tiếng thở dài nghe gió rít từng cơn. Có thời gian trực chiến triền miên, vì nhiệm vụ anh không về nhà được. Em bươn chạy giữa dòng đời xuôi ngược, tần tào sớm hôm không chút rối hơn. Vẫn đau.